this about? Huh? Oh, Taiga, you came back? I'm Alexander Garcia. Nice to meet you. Sau khi cậu quay lại Nhật Bản, Tatsuya đã mài dũa kỹ năng bóng rổ đường phố với sự kèm cặp của tôi. Bây giờ có thể nói rằng cậu ấy cũng giỏi ngang ngửa với mấy gã quái vật kia rồi. Tôi không biết chỉ trong vài ngày thì cậu có thể làm được gì, nhưng thật sự thì vẫn còn một vài điều mà tôi chưa dạy cho cậu. Chào cậu. Đừng có tỏ vẻ thân thiện với tôi. Tại sao đột nhiên cậu lại gọi tôi ra đây hả, Tetsu? Để tôi nói thẳng vào vấn đề. Aomine, xin nhờ cậu, xin cậu hãy dạy tôi cách ghi bàn. Hả? Có lẽ mình đã bắt cậu ta tập luyện hơi nhiều giữa các trận đấu rồi đó. Nhưng mà biết làm sao được vì thời gian có hạn. Cậu ta sẽ học hỏi được bao nhiêu không phải tùy vào sức chịu đựng, mà là tùy vào sức mạnh tinh thần của cậu ta. Cậu thấy sao? Cậu đã giỡn hả? Sao đâu ra thế? U sợ bao chi ni tâm đều. Bọc thơ khi mi thơ ga. Sưu chinh khôn rap song. Tâm tâm ở chi mà sao? Chuyện gì vậy, Susa? Cậu vẫn chưa tiến bộ được chút nào hết, sao kỳ vậy? Tôi đang nghĩ bây giờ chắc là tới giờ rồi. Ồ, phải ha. Có lẽ hiện giờ Seijin đang chơi trận thứ hai của họ rồi. À, nhưng chuyện đó đâu còn liên quan gì tới chúng ta nữa chứ. Đúng vậy, đúng là không có liên quan, nhưng mà chính vì họ đã đánh bại chúng ta nên sẽ rất tệ nếu như họ thua trận đấu thứ hai, không phải sao? Đúng là vậy. Nhưng mà có điều, đội mạnh hơn không phải là lúc nào họ cũng chiến thắng hết đâu nha. Thậm chí cậu có thể nói là họ sẽ thua. Không thể nói trước được điều gì hết. Sống lên, ghi bàn để đánh bại. Cậu ta làm sao vậy chứ? Mình không thể nào theo kịp. Bởi vì có hai lý do. Lý do đầu tiên là hôm nay Seijin còn lâu mới đạt được đỉnh cao. Còn khi bên đội của họ thi đấu với chúng ta, cả năm cầu thủ của đội Seijin đều chơi với 100%. Không, phải nói là họ chơi tới 120% phong độ của mình. Nhưng mà chuyện đó thật sự khó có thể xảy ra được lắm. Cậu không thể duy trì mức độ đó trong tất cả các trận. Còn lý do khác là gì? Đó là bởi vì họ đã đánh bại chúng ta. Người ta thường hay nói rằng cậu không nên mất cảnh giác ngay sau khi chiến thắng, có nhớ không? Sau khi chiến thắng thì hầu hết mọi người đều lơ là cảnh giác. Imayoshi, cậu vẽ ra diễn cảnh kinh khủng thật đó. Không có kẻ nào là con người hoàn hảo hết. Hơn nữa, sự tự tin và sự ngạo mạn là hai mặt của đồng xu.
Nói một cách khác, trong trận đấu hôm nay, đối thủ lớn nhất của Seijin không phải là đội Nakamiya, mà đó chính là bản thân của họ. Huấn luyện viên. Hả? Mình nghĩ cô nên đề nghị hội ý đi. Cậu nói đúng. Trường Seijin, yêu cầu hội ý. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Nghe mình nói đây, nhớ lắng nghe cho kỹ. Huấn luyện viên, chờ chút đã. Hả? Nghe nè, mình hiểu là mọi người đều biết hết rồi, nhưng đó chính là mục tiêu mà chúng ta nhắm tới. Đây chính là mỗi một trường trong số 50 trường có mặt đều chiến đấu đến sức đầu mẻ tráng trong vòng loại để có thể được đại diện cho khu vực của mình tới đây. Mỗi trường đều gánh những mong ước của các đội mà họ đã từng đánh bại. Họ tập luyện không biết mệt mỏi và cố chiến đấu để tồn tại qua những trận đấu rất khốc liệt. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một trường là có thể đánh bại tất cả bọn họ. Đó chính là đội bóng giỏi nhất đất nước Nhật Bản này. Dĩ nhiên việc trở thành đội giỏi nhất Nhật Bản không hề dễ dàng một chút nào. Ai cũng phải liều mình để chiến đấu. Chỉ cần lơ là một giây là đủ để thất bại. Tôi biết các cậu hiểu, nhưng bản thân chúng ta vẫn còn những điểm yếu. Chính vì như vậy cho nên huấn luyện viên, hãy đánh mình một cú thật mạnh để mình có thể tập trung tinh thần. À, đánh cậu hả? Nhưng nói cho cậu biết là mình yếu lắm đó nha. Cậu có vẻ rất phấn khích thôi. Nhanh lên và làm cho xong việc đi. Được rồi, đi thôi. Đó. Tại sao trên mặt bọn họ đều có dấu tay hết vậy? Ai mà biết. À, đội trưởng à. Hả? Kuroko và tôi luôn sẵn sàng để vào sân bất cứ lúc nào. Nếu tình hình trở nên xấu đi thì... Hả? Cái cậu này, đừng có lo cho tụi này, đồ ngốc à. Nếu như tụi này cần phải có các cậu giúp để giành chiến thắng, thì tụi này sẽ không còn mặt mũi nào để nhận mình là kẻ giỏi nhất Nhật Bản nữa. Thật tuyệt khi có đàn anh để cho mình dựa vào. Mình thấy xấu hổ về bản thân quá. Lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn mới đúng chứ. À mà Kuroko nè, giờ nhớ lại thì đúng là cậu và Kiyoshi nói rất giống nhau. Người có kinh nghiệm trong các giải đấu quốc gia đều nhìn sự việc khác hẳn. Không đâu. Nếu như cậu đã biết điều đó thì ước gì lúc nãy cậu đừng có đánh mình đau như vậy. À xin lỗi nha, tại mình hăng quá mức. Xin lỗi mà. Bình tĩnh, lần này phải ghi bàn. Hay quá, hay lắm, hay lắm. Nói thật lòng thì tôi đã sợ các cậu thua, nhưng các cậu đã chiến thắng. Đội Seijin đã thắng trận đấu thứ hai trong cúp mùa đông, toàn thắng. Đồng thời, các thành viên khác của thế hệ những cầu thủ phi thường cũng đã tiến đến trận đấu thứ ba của họ rồi. Vào ngày thứ tư của giải sẽ là trận đấu thứ ba. Bắt được rồi. Quá tốt. Điệt lắm. Chúng ta lọt vào vòng tứ kết rồi. Lần này, trong trận đấu thứ ba của đội Yosen, một việc chưa từng nghe nói tới đã xảy ra. Mấy gã kia. Alex. Tachiya. Trời ơi, tôi nhớ cậu quá chừng luôn đó nha. Thật là ngạc nhiên khi gặp chị. Chị tới đây từ khi nào vậy? Đừng có làm như vậy mà Alex. Ở đây người ta không thường hôn nhau đâu. Cậu chẳng vui chút xíu nào hết à. Nhưng mà Alex nè, sao chúng ta không đến chỗ nào đó yên tĩnh một chút để nói chuyện? Xin lỗi các cậu, tôi đi một lát rồi quay lại ngay nha. Tôi sẽ sớm quay lại thôi. Trời ơi, lúc nãy tôi muốn chết đứng luôn.
Sao lại như vậy chứ? Cô gái tóc vàng đó là ai vậy? Tại sao lại vậy hả? Không phải hôm trước cậu ta vừa mới nhận được thư của một cô gái gửi cho hay sao? Cậu nói phải hả? Tôi thậm chí còn chưa được nói chuyện với một cô gái nào hết. Thật không công bằng. Họ nói dối với tôi rằng gia nhập đội bóng rổ sẽ giúp tôi nổi tiếng mà. Vậy nên cậu mới tham gia sao? Không phải như vậy đâu anh bạn. Cho dù cậu có chơi bóng rổ hay không cũng vậy thôi. Cậu chẳng bao giờ nổi tiếng được đâu. Thật độc ác. Cậu nên bắt đầu bằng cách loại bỏ mớ tóc mai đó và bỏ cái càm của cậu đi. Sao tôi có thể loại bỏ cái càm của mình được cơ? Mà này các cậu, tôi đi mua ít bánh có được không? Cũng chẳng thèm chọc mình nữa. Tôi chán cái đội này lắm rồi. Chẳng ai thèm tôn trọng đội trưởng gì hết. Được rồi, được rồi. Vui đùa như vậy là đủ rồi đó các cậu à. Huấn luyện viên Araki, tôi đã lấy được đĩa hình của đội Serin từ nhóm thăm dò rồi. Mau trở về khách sạn nghiên cứu thôi. Mà nè, ngày mai cậu đấu với Taiga đúng không? Đúng vậy đó Alex. Chị đã gặp Taiga rồi đúng không? Phải, dĩ nhiên là tôi đã gặp rồi. Và tôi còn dạy cho cậu ta vài chiêu mà tôi chưa kịp dạy cho cậu ta khi ở Mỹ nữa. À, tôi biết rồi. Nhưng có điều, không phải là tôi chỉ ưu tiên cho mỗi một mình Taiga thôi đâu. Ngày mai tôi sẽ ủng hộ cho cả hai cậu luôn đó. Dĩ nhiên là phải như vậy. Bởi vì suy cho cùng đó chính là trận đấu giữa hai đệ tử của tôi. Dù ai thắng hay thua, tôi cũng mong chờ một trận đấu thật là hoành tráng. Nè Alex, xin chị làm ơn đừng đối xử với tôi như một thằng nhóc nữa có được hay không? Tôi không thích như vậy đâu. Đây không phải là trận tranh cãi của những đứa trẻ. Bây giờ Taiga chính là kẻ địch của tôi. Chị cũng không phải là mẹ của tôi. Tôi rất biết ơn chị về việc chị đã dạy dỗ tôi chơi bóng. Nhưng mà bây giờ tôi đã mạnh hơn chị rồi. Trận đấu kết thúc. Trận này đúng là điên rồ thiệt đó nha. Có phải đó là một trận đấu bóng rổ không vậy ta? Trong những giải đấu địa phương, tỷ số đó không phải là không thể xảy ra trong một trận đấu giữa một đội mạnh và một đội yếu. Nhưng chuyện này là diễn ra trong hai trận đấu liên tục ở giải quốc gia như vậy mới đáng nói. Đây phải nói là cách chơi bóng hoàn toàn đối lập với phong cách đặc biệt hung hăng của đội Tô Ư. Họ không bị mất một điểm nào trong cả hai trận liên tục. Phải nói rằng họ có sức phòng thủ không thể công phá. Mà nói vậy cũng vẫn chưa đủ. Đây chính là sức mạnh áp đảo. Tình hình chung là như vậy đó. Còn cậu thì nghĩ thế nào hả Okamura? Xem ra bọn họ cũng khá đó. Họ có sức mạnh. Khi đạt tới phong độ đỉnh cao, thật khó để tưởng tượng họ chỉ là đội toàn học sinh năm nhất và năm hai. Họ đã tiến xa tới mức đánh bại Tô Ư trong cuộc đấu trực tiếp. Theo như tôi thấy thì sức tấn công của họ có lẽ là mạnh nhất trong giải đấu này cũng nên rồi. Tôi rất trông chờ vào trận đấu ngày mai. Một đội phòng thủ cực mạnh sẽ đấu với một đội tấn công cực mạnh. Một lực lượng không thể chặn đứng và một vật thể không thể lay chuyển. Ném 10 quả vào 7 quả. Như vậy thì cũng tạm được. Nó sẽ giúp ích rất nhiều trong một trận đấu gay cấn. Thiệt lắm đến chưa à? Cậu làm mình đau quá đi. Nếu như cậu tới đây làm chúng tôi phân tâm thì cậu về đi. Nhưng mà mình thắc mắc không biết các cậu đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi không có làm gì đặc biệt hết. Lúc ở trường cấp 2 cậu ta không cần phải ghi bàn, cho nên tôi cũng không để ý. Nhưng việc ta chưa ném rổ dở tệ, theo tôi thấy nó cũng giống như là tác dụng phụ của việc cậu ấy giỏi chuyền bóng vậy. Không phải chuyện cậu ta không hề có cảm giác ghi bàn à. Chỉ cần loại bỏ được tác dụng phụ đó là cậu cũng sẽ giỏi như bất kỳ ai khác mà thôi. Kết hợp điều đó với khả năng đánh lạc hướng của cậu thì cậu đã có được một vũ khí thật sự. Nhưng mà có một điều khiến cho mình bận tâm. Chính Akashi đã giúp Tetsu định hình phong cách thi đấu này. Không lẽ cậu ta không nhận ra điều này hay sao chứ? Hay là cậu ta cố tình làm như vậy? Aomine nè. Hả? Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ mình. Thôi đi, cậu cảm ơn tôi làm cái gì chứ? Chỉ tại tôi không thể chịu được chuyện cậu dở tới mức như vậy thôi. Murasaki Bara thực sự rất là mạnh. Kể cả tôi cũng khó mà ghi bàn mỗi khi đối mặt với cậu ta. Ngoài ra, người nên nói câu cảm ơn ở đây chính là tôi mới đúng. Chuyện gì vậy? Ta không có gì hết.
gặp lại sau nghe. Tụi này phải đi rồi. Lần sau gặp lại cậu, tốt nhất cậu không được thua đó. Tốt nhất là cậu không được thua đó. Tetsu. Hả? Đi thôi Chachiki. Ơ nè, chờ đã. Từ từ chứ Dai-chan. Dai-chan. Cũng được. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Đi thôi. Bọn họ đang ra sân kìa. Bọn họ là ngôi sao đang lên với tiến bộ vượt bậc, gây sửng sốt khi sau 2 năm thành lập đội. Nghe nói bọn họ giỏi lắm. Trường trung học Serin. Bọn họ kia rồi. Là họ kìa họ. Với thành tích không để lọt lưới lần nào trong trận đấu thứ 2 và thứ 3. Chiếc khiên của Ekis, trường trung học Yosen. Cái này chứng minh chúng ta là anh em. Mình nghĩ các cậu đã biết, nhưng mình vẫn nhắc lại, đối thủ hôm nay của chúng ta mạnh ngay với Tô Ư hoặc có thể hơn nữa. Để dành sức lực thì sẽ không làm gì được họ. Chúng ta sẽ phải ra trận với đội ngũ mạnh nhất, phải dồn sức đối phó ngay từ đầu trận. Được rồi. Cậu hơi căng thẳng quá rồi Hyuga. Hãy vui vẻ một chút đi. Mình biết rồi mà. Tôi đang rất nóng lòng muốn được chứng kiến kết quả huấn luyện của cậu. Dĩ nhiên rồi. Tôi đã sẵn sàng thi đấu. Tôi nghĩ có thể trông đợi những chuyện vĩ đại từ các cậu. Đừng khiến chúng tôi chia trí với trò đùa vô duyên đó, Izuki. Tiến lên, Serin. Chiến đấu. Chiến đấu. Đêm qua chúng ta đã xem phong cách thi đấu của bên đội đối thủ rồi. Bọn họ sẽ dồn dập tấn công chúng ta ngay từ đầu trận. Nhưng chúng ta không cần phải làm gì khác ngoài kế hoạch. Cứ việc đẩy lùi mọi cuộc tấn công của họ, cho họ thấy sức mạnh của chúng ta. Vậy thì được rồi, chúng ta đi thôi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Hả? Sẵn sàng rồi. Trận thi đấu tư cách thứ hai giữa các trường trung học trong cúp mùa đông lần này, đội trường trung học Serin và đội trường trung học Yosen xin phép được bắt đầu. Cúi chào. Cảm ơn rất nhiều. Hãy thi đấu thật hay. Được thôi. Cao lớn quá. Không phải là trước đây chúng ta chưa từng giáp mặt với những kẻ to lớn, nhưng ba gã này cao tới hơn 2 mét thì thật là quá mức. Nó hoàn toàn khác với sự đe dọa mãnh liệt của tôi. Họ tỏ rõ sự đe dọa của một thân cây khổng lồ vững chãi với những chiếc rễ cắm thật sâu. Vẫn chưa gặp lại cậu kể từ sau mùa hè. Lần này thì tôi không quên cậu nữa. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng cách nghiền nát cậu đó. Khi Yoshitepe. Thật mừng vì cậu còn nhớ tôi đó Murasaki. Nhưng mà tôi cũng muốn xem cậu làm bằng cách nào. Tatsuya. Nói thật lòng, tôi không muốn đấu với cậu một chút xíu nào hết. Tôi ước gì mọi chuyện vẫn như lúc trước đi. Nhưng mà tôi đã không còn lo những chuyện vặt vãnh nữa. Nếu cậu chắn được chúng tôi thì tôi sẽ không ngần ngại đâu. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng tất cả mọi thứ mà tôi có được. Tôi thấy rất nhẹ nhõm. Giờ thì tôi có thể thi đấu mà không cần nương tay rồi. Taiga. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Tốt nhất là cậu không được thua đó. Tetsu. Tranh bóng. Bắt đầu rồi kìa. Yosen giành được banh khi khai trận. Gì vậy? Cái gì chứ? Xin lỗi nha. Ôi trời, lại như vậy nữa rồi. Phạm lỗi, nhảy tranh bóng. Áo trắng, số 9. Mình không cố ý. Cậu chạm vào bóng quá sớm rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha Murasaki. Cậu ta luôn làm như vậy thôi. Đừng quá dễ dãi với cậu ta Himuro. Mình tưởng là mình đã tung banh lên đủ cao rồi. Không thể tin nổi là cậu ta đã chạm được vào bóng trước khi nó đến được điểm cao nhất. Không đùa đó chứ. Cậu ta thậm chí còn dương cao hơn cả Taiga. Và nhanh không thể tưởng tượng được. Lúc xem băng hình mình không nhận ra, nhưng gã đây không chỉ thật to lớn mà hơn nữa, sải tay của cậu ta cũng thật ngoại lệ. Nhìn coi nó rộng tới mức nào luôn kìa. Nó hầu như là dài tới bất tận. Không những cậu ta lớn xác mà tứ chi cũng dài quá mức bình thường. Đúng là quá lớn so với một người Nhật Bản. Bị tranh mất bóng thì đành chịu thôi. Bây giờ hãy ngăn họ ghi bàn đi các cậu ạ. Ồ, bọn họ thật đáng sợ.
Nhanh quá, quá nhanh luôn. Đây là trận đấu của tốc độ, sức phòng thủ của họ rất mạnh, không sai. Nhưng không ai có thể chạy nhanh hơn một cú chuyền bóng hết. Không bị kèm. Sao ra đây? Kẻ nào đang trúng, mình sẽ nghiền nát kẻ đó. Cậu ta cao quá. Mình tưởng mình đã có đủ khoảng trống để ném rổ chứ. Thật không thể nào tin nổi. Cậu ta khiến cho cả ba của Shinkyo cũng trở nên nhỏ bé. Cậu ta không chỉ rất cao mà còn rất nhanh nữa. Nhanh tới mức không tưởng đối với một kẻ to lớn như vậy. Rất nhiều đội đã tấn công chúng ta cùng một kiểu cách như vậy, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa có ai thành công. Chúng ta không dễ bị đánh bại đâu. Muốn thắng thì phải dùng cách khác kìa. Thật không ngờ, sức phòng thủ của họ rất mạnh luôn. Nhưng mà nếu chúng ta nhanh hơn nữa thì sao hả? Một đường chuyền dài dọc sân sao? Trong bóng rổ, những đường chuyền dài dọc sân thường dùng trong phản công nhanh rất hiệu quả. Nhưng chúng ta lại không thể sử dụng những đường chuyền băng ngang sân như trong bóng đá được. Phải đó, bởi vì những đường chuyền như vậy dễ bị chặn lắm. Đúng vậy, trên một sân bóng nhỏ như vậy mà các cầu thủ lại tập trung khá dày thì sẽ không bao giờ qua được. Thay đổi vị trí tấn công trong một đường chuyền là không thể trong môn bóng rổ, trước giờ không ai làm vậy hết. Tuy nhiên, trong đội chúng ta có một người có thể làm được. Người này sẽ biến điều không thể đó trở thành có thể. Hay lắm, người đẹp lắm cơ đồ cô. Cái gì chứ? Chúng ta đã đánh lừa được bọn họ và khả năng ghi bàn của Kagami thật sự rất cao. Không thể nào. Tại sao? Sao cậu ta lại có mặt ở ngay đây được chứ? Xin lỗi, nhưng dù cậu có nhanh tới mức nào thì cũng không thành vấn đề. Không chỉ cậu ta có đôi tay rất dài, đôi chân cậu ta cũng rất dài. Hơn nữa là khả năng phản xạ của cậu ta cũng thuộc loại hàng đặc biệt. Cậu ta có thể vượt qua khoảng cách đó chỉ trong một bước chân. Cậu không có cách nào trốn thoát khỏi Murasakibara đâu. Khu vực phòng thủ của cậu ta bao gồm hết tất cả mọi thứ, gồm cả bên trong vạch 3 điểm. Nếu tôi đoạt được cúp mùa đông, tôi sẽ nổi tiếng với các cô gái chứ. Lúc đó hả, mọi người sẽ nhìn vào cậu không chỉ có các cô gái thôi đâu. Thật sao? Họ sẽ nói là vừa phát hiện ra một con khỉ đột biết chơi bóng rổ.